Xin chào anh em đã quay trở lại với Kinh tế và mình là Gia Huy. Đêm hôm qua thì Microsoft họ đã tổ chức một cái sự kiện Surface để giới thiệu những cái thiết bị phần cứng mới của mình trong cái giải sản phẩm Surface của năm nay. Thì trong sự kiện đêm qua, Microsoft đã ra mắt khá là nhiều những chiếc máy Surface, để bao gồm là Surface Pro 8, Surface Duo 2, Surface Pro X, Surface Go 3, hay là một chiếc laptop rất là sáng tạo, rất là mạnh mẽ như là Surface Laptop Studio, và một số những cái phụ kiện cho cái dòng sản phẩm Surface như là con chuột Ocean Plastic Mount, hay là một cái bộ Adaptive Kit dành cho những người khuyết tật. Thì trong video ngày nay mình sẽ tổng hợp lại cho anh em những cái điểm đáng chú ý về những cái thiết bị mà Microsoft đã ra mắt trong sự kiện đêm hôm qua. Có hai điểm thay đổi cho toàn bộ cái giải sản phẩm Surface trong năm nay mà mình muốn nhấn mạnh với anh em. Thứ nhất đó là những cái sản phẩm Surface mà Microsoft ra mắt trong đêm hôm qua thì đã chuyển sang sử dụng cổng USB-C Thunderbolt 4. Đó là điểm thay đổi thứ nhất. Điểm thứ hai đó là gần như là tất cả các sản phẩm Surface trong đêm qua đều đã được sở hữu cái màn hình có tốc độ làm tươi là 120Hz. Thì đó là hai cái thông tin chung cho hầu hết những cái sản phẩm Surface mà Microsoft ra mắt trong đêm qua mình muốn nhấn mạnh với anh em. Về cái thiết bị đầu tiên đó là Surface Pro 8. Thì Surface Pro 8 năm nay đã có một sự thay đổi mạnh mẽ so với lại Surface Pro 7 của năm ngoái, có thể nói là một sự lột xác hoàn toàn về thiết kế. Nó mang một cái thiết kế hoàn toàn mới so với thế hệ tiền nhiệm. Nhưng mà nói là mới vậy thôi, nhưng mà thực ra là nó lấy cảm hứng từ cái thiết kế của cái chiếc Surface Pro X, và gần như là Microsoft đem cái thiết kế của Surface Pro X lên Surface Pro 8. Nhưng mà với Surface Pro 8 thì nó cũng có một số thay đổi. Ví dụ như là thay vì là Microsoft hoàn thiện cái chiếc máy bằng cái hợp kim Magie, thì bây giờ Microsoft đã chuyển sang hoàn thiện cái Surface Pro 8 bằng hợp kim nhôm. Tức là nó sẽ cho chúng ta một cái sự cứng cáp hơn, một sự bền bỉ hơn, nhưng mà cái trọng lượng của nó vẫn ở cái mức là dưới 1kg. Rồi và cái thay đổi lớn nhất trên Surface Pro 8 so với lại Surface Pro 7 đó chính là sự thay đổi về kích thước màn hình. Bây giờ chúng ta đã có một cái màn hình lớn hơn là kích thước 13 inch so với lại 12.5 inch của Surface Pro 7 năm ngoái. Có được cái điều này là bởi vì là Surface Pro 8 họ đã làm mỏng cái viền màn hình đi. Đó, cái viền màn hình hai bên nó đã được làm mỏng đi rất là nhiều. Cũng với cái màn hình của Surface Pro 8 thì Microsoft là nó cho cái độ sáng cao hơn, cái độ tương phản cao hơn, và đặc biệt là nó hỗ trợ Dolby Vision. Về độ sáng thì Surface Pro 8 nó có một cái dải độ sáng rất là rộng. Đó, thấp nhất là khoảng 2 nit và cao nhất là khoảng 450 nit. Thì với cái độ sáng này chúng ta có thể thoải mái làm việc ở ngoài trời mà không phải lo về cái vấn đề là khó nhìn hay là hạn chế về cái góc nhìn. Rồi một cái nâng cấp khác nữa của Surface Pro 8 so với lại Surface Pro 7 đó chính là về cái loa. Thì thế hệ Surface Pro 8 bây giờ Microsoft đã nâng cấp cái loa cho cái thiết bị này của mình, giúp cho chúng ta nghe hay hơn, và nó cũng hỗ trợ luôn cả Dolby Atmos, và nó sẽ dựa vào cái khả năng xử lý AI của Microsoft mà nó sẽ cho chúng ta một cái âm thanh 360 độ, giúp cho chúng ta khi mà hội họp hay là khi chúng ta đàm thoại video thì nó sẽ rõ ràng hơn và nó sẽ có cái chiều sâu hơn. Và cũng nói về cái phần video thì Surface Pro 8 với cái camera trước nó được nâng cấp lên độ phân giải là 5 megapixel, và nó có thể quay video cũng như là nó có thể cho chúng ta hội họp video ở cái độ phân giải là Full HD. Và đặc biệt là đối với cái camera của Surface Pro 8 á, thì được Microsoft nói rằng là họ đã sử dụng AI để cải thiện cái hình ảnh cũng như là cái chất lượng video khi mà chúng ta đàm thoại. Và Microsoft đã demo trong sự kiện cho chúng ta để chúng ta có thể dễ hình dung. Tức là đối với những cái camera bình thường khác á, khi mà chúng ta thay đổi cái góc nhìn hay là chúng ta ngồi ngược sáng á, thì cái phần khung hình nó sẽ bị tối đi và cái khuôn mặt của chúng ta nó sẽ không thấy được rõ nữa. Còn với Surface Pro 8 thì cái camera trước được kết hợp AI á, thì nó sẽ xử lý tốt cái phần đó. Tức là khi mà chúng ta quay mặt đi hay là chúng ta thay đổi cái góc nhìn á, thì toàn bộ cái khung hình nó vẫn giữ được cái mức đủ sáng và cái người đối diện chúng ta vẫn có thể thấy được chúng ta rõ ràng qua video. Cái phần mặt chúng ta sẽ không bị mờ đi. Đó, thì cái phần này nếu mà có một thiết bị thì mình sẽ thử nghiệm kỹ cho anh em hơn. Nhưng mà với cái tính năng này thì mình thấy rằng là nó rất là phù hợp với những người mà hay hội họp. Đó, những người mà hay gọi video call qua Zoom, qua Zalo hay là gì đó thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Rồi về cấu hình thì Surface Pro 8 dĩ nhiên là sẽ được nâng cấp cấu hình so với là Surface Pro 7. Chúng ta sẽ có vi xử lý Intel thế hệ thứ 11. Đó, và RAM cũng như SSD chúng ta sẽ tùy biến tùy theo cái cấu hình chúng ta lựa chọn. Và cái điểm thay đổi đáng chú ý của Surface Pro 8 so với thế hệ trước đó đó chính là Microsoft họ đã tích hợp cho chúng ta một cái quạt tản nhiệt. Thì chúng ta đã biết là với Surface Pro 7 hay là Surface Pro 7 Plus của năm ngoái thì nó sử dụng cái giải pháp
tản nhiệt thụ động, tức là nó tản nhiệt thông qua cái bề mặt vỏ máy. Nhưng mà với Surface Pro 8 bây giờ thì Microsoft đã tích hợp cho cái chiếc máy này một cái quạt tản nhiệt. Chính vì vậy mà dự đoán rằng là cái khả năng tản nhiệt của Surface Pro 8 nó sẽ tốt hơn. Và Microsoft họ cũng đã nhấn mạnh về cái điều này. Họ cũng nói rằng là cái hiệu năng của Surface Pro 8 nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ cho cái khả năng xử lý nhanh hơn so với lại Surface Pro 7 của năm ngoái. Cái điểm này mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải đánh đổi, tức là như mình đã nói là Surface Pro 8 đã chuyển sang sử dụng cổng USB-C tích hợp giao thức Thunderbolt 4, nhưng mà bên cạnh đó thì Microsoft họ cũng đã lược bỏ đi tất cả những cái cổng USB-A đã tồn tại trên các thiết bị Surface Pro từ trước đến nay. Tức là bây giờ với Surface Pro 8 chúng ta chỉ còn cổng USB-C Thunderbolt 4 mà thôi. Tức là bây giờ nếu chúng ta muốn mở rộng thêm những cổng kết nối khác thì chúng ta bắt buộc phải dùng những cái hub chuyển đổi. Thì đây là một cái điều mà có thể nói là vừa cải tiến mà vừa cải lùi của Microsoft. Rồi, và Surface Pro 8 sẽ có mức giá khởi điểm từ $1,099 và người dùng đã có thể đặt trước ngay từ bây giờ. Và cái thiết bị tiếp theo mà Microsoft giới thiệu trong sự kiện đêm qua đó chính là hai chiếc máy Surface Go 3 và chiếc Surface Pro X. Thì thực ra là với Surface Pro X thì đây là cái chiếc máy đã được ra mắt vào năm ngoái, và trong sự kiện đêm qua thì Microsoft chỉ bổ sung cho chúng ta thêm một cái phiên bản có wifi mà thôi. Rồi, và với Surface Go 3 thì đây tiếp tục là một cái chiếc máy hướng đến cái đối tượng là học sinh sinh viên, đến cái môi trường giáo dục. Nó có một cái thiết kế gọn nhẹ, linh động, và với cái cấu hình đủ cho các bạn học sinh sinh viên có thể yên tâm trong quá trình học tập. Thì đó là hai thiết bị tuy không mới nhưng mà cũng được Microsoft nhắc lại trong sự kiện đêm qua. Cái thiết bị Surface tiếp theo đó chính là cái chiếc Surface Duo 2. Thì đây là một cái chiếc điện thoại hai màn hình được Microsoft ra mắt từ năm ngoái, và bây giờ họ ra mắt cái phiên bản thứ hai nâng cấp cho cái thế hệ đầu tiên. Thì với cái Surface Duo 2 này thì nó thứ nhất là nó được nâng cấp rất là mạnh mẽ và cấu hình. Đó, nó trang bị cái vi xử lý là Snapdragon 888 và có kết nối 5G. Rồi, và cái thay đổi thứ hai đó là cái việc mà Microsoft đã bổ sung một cái cụm camera cho cái chiếc Surface Duo 2, điều mà cái chiếc Surface Duo đầu tiên nó không có. Tức là chúng ta bây giờ đã có thêm một cái cụm camera phía bên ngoài với ba cái cảm biến, là cảm biến chính, cảm biến ultra wide và cảm biến tele. Dự đoán rằng là với cái cụm cảm biến camera mới này nó sẽ giúp cho cái chiếc Surface Duo 2 chúng ta chụp hình đẹp hơn. Và một cái nâng cấp nữa so với chiếc Surface Duo đầu tiên đó chính là màn hình của Surface Duo 2 bây giờ nó đã lớn hơn một xíu, và nó được trang bị cái tốc độ làm tươi là 90Hz. Nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm sử dụng nó mượt mà hơn. Rồi, và với cái việc ra mắt và nâng cấp cho cái chiếc Surface Duo 2 thì Microsoft tiếp tục khẳng định là cái chiếc Surface Duo 2 này sẽ là một cái thiết bị hướng đến cái môi trường làm việc cũng như là bổ trợ cho người dùng trong cái việc là sử dụng kết hợp giữa điện thoại và máy tính. Và Microsoft cũng nói rằng là với cái kết nối 5G thì trong tương lai Surface Duo 2 họ có thể sử dụng để chúng ta có thể stream game từ cái nền tảng cũng như là dịch vụ chơi game của Microsoft là Xbox Game Pass. Chúng ta có thể chơi được những cái tựa game của Xbox hay là chúng ta có thể chơi được những cái tựa game của PC trên chính cái chiếc Surface Duo 2 này. Thì Surface Duo 2 sẽ có mức giá khởi điểm là từ $1,499 và người dùng cũng đã có thể đặt trước ngay từ bây giờ. Rồi, và cái thiết bị tiếp theo mà Microsoft giới thiệu trong sự kiện đêm qua, và họ cũng nói rằng đây là một cái chiếc Surface mạnh mẽ nhất từ trước đến nay mà họ đã từng làm ra, đó chính là chiếc Surface Laptop Studio. Và Surface Laptop Studio được Microsoft hướng đến những người dùng rất là cụ thể, đó chính là người dùng sáng tạo. Rồi, và Surface Laptop Studio có thể nói là một thiết bị kế nhiệm cho cái chiếc Surface Book mà họ đã ra mắt cách đây cũng khá là lâu, và nó vẫn tiếp tục có một cái thiết kế rất là sáng tạo như là Surface Book đã làm trước đó. Có thể nhiều anh em sẽ nói rằng là nó giống cái thiết bị của Apple hay là nó giống những cái chiếc laptop đã ra mắt từ cách đây vài năm. Nhưng mà với cá nhân mình vẫn đánh giá rằng Surface Laptop Studio là một chiếc laptop có một cái thiết kế rất là sáng tạo. Chúng ta có thể sử dụng như một cái chiếc laptop bình thường, hoặc là chúng ta có thể sử dụng nó như một cái chiếc tablet, hoặc là chúng ta có thể sử dụng nó như một cái bàn vẽ để chúng ta có thể tạo ra những cái nội dung hay ho từ nó. Và với Surface Laptop Studio thì ngoài cái việc là thiết kế rất là sáng tạo thì Microsoft cũng bổ sung cho nó một số những cái tính năng cũng như là cho nó một cái cấu hình mạnh mẽ nhất trong cái dòng Surface hiện tại. Về với xử lý, chúng ta sẽ có Intel Core i5-11300H hoặc là Core i7-11370H. Thì đây là đều là những cái vi xử lý hiệu năng cao, có cái mức TDP rất là cao. Và trong cái sự kiện, Microsoft cũng nói rằng là cái công suất của những cái vi xử lý này nó có thể lên đến là hơn 60W. Và với GPU thì nó được trang bị GPU là RTX 3050Ti cho cái phiên bản Core i7. Đây là một cái cấu hình rất là mạnh mẽ, và người dùng có thể sử dụng Surface Laptop Studio để sáng tạo ra những cái nội dung thông qua cái thiết kế rất là độc đáo của nó, cũng như là cái việc nó hỗ trợ cái boot
Surface Slim Band 2. Thì nói về cái bút Surface Slim Band 2 thì đây là một cái bút mà Microsoft ra mắt cho những cái thiết bị Surface có màn hình cảm ứng như là Surface Pro 8, Surface Pro X hay là Surface Laptop Studio. Thì cái chiếc Surface Slim Band 2 này nó kết hợp với lại những cái màn hình có cái tốc độ làm tươi 120Hz, thì nó sẽ giúp cho người dùng khi mà chúng ta vẽ ra những cái nét vẽ hay là chúng ta phát thảo ra những cái ý tưởng gì đó thì nó sẽ mượt mà hơn, và cái con mắt của chúng ta khi mà nhìn vô những cái nét vẽ đó nó sẽ thật hơn. Và cái chiếc Surface Slim Band 2 này nó cũng được Microsoft tích hợp cho nó một cái vi xử lý để nó có thể nhận ra được cái nét vẽ của chúng ta là lúc nào chúng ta vẽ đậm mà khi nào chúng ta vẽ nhạt. Thì đó là một cái cải tiến so với lại cái chiếc Surface Band thế hệ đầu tiên. Surface Laptop Studio sẽ bán ra với cái mức giá là từ $1,599. Tiếp theo là một số những cái phụ kiện mà Microsoft đã ra mắt trong sự kiện đêm qua. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái con chuột Microsoft Ocean Plastic Mouse. Thì đây là con chuột mà được Microsoft họ nói rằng là họ đã làm ra từ cái rác thải nhựa đại dương. Thì họ nói rằng là để tạo ra con chuột này thì họ sử dụng 20% vật liệu, trong đó là những cái rác thải từ đại dương, làm cho nó thành những cái hạt vi nhựa cực nhỏ. Và những cái hạt vi nhựa này họ sẽ trộn chung với lại những cái vật liệu để có thể tạo ra được cái con chuột Microsoft Ocean Plastic Mouse. Thì con chuột này họ nói rằng là họ làm ra để cổ vũ cho cái việc là bảo vệ môi trường cũng như là nâng cao ý thức của người dùng hơn trong cái việc là chúng ta quan tâm đến môi trường xung quanh. Và con chuột này sẽ được Microsoft bán ra với cái mức giá là $25. Rồi, và cái phụ kiện cuối cùng mà Microsoft ra mắt trong cái sự kiện Surface đêm qua đó là một cái bộ kit dành cho những người khuyết tật hay là những cái người có khiếm khuyết về thị giác. Thì Microsoft gọi đây là cái bộ Adaptive Kit. Thì cái bộ Adaptive Kit này chúng ta có thể mua rời và chúng ta có thể dán lên cái bề mặt sản phẩm của chúng ta, như là laptop, như là điện thoại hay là tai nghe mà Microsoft đã demo trong sự kiện đó. Thì những cái người mà khuyết tật hay là những người có vấn đề về thị giác thì họ sẽ sờ vào đó và họ sẽ biết được rằng là cái phím đó là cái phím gì, cái chức năng của nó là gì. Thì mình đánh giá đây là một cái phụ kiện rất là hay của Microsoft, và rõ ràng là họ quan tâm đến nhiều cái đối tượng người dùng hơn, thay vì không chỉ là những người dùng bình thường như chúng ta, mà họ còn quan tâm đến những người dùng có vấn đề về thị giác hay là có cái khuyết tật gì đó trên cơ thể. Và như trong sự kiện chúng ta thấy là Microsoft họ cũng đã phỏng vấn một cái người mà chịu trách nhiệm về những cái thiết bị dành cho khuyết tật, và bản thân cái người đó cũng là một người khuyết tật. Và thông qua đó thì Microsoft muốn đề cao những cái người có cái khiếm khuyết về cơ thể nhưng mà đóng góp cho cộng đồng rất là lớn. Rồi, và đó là những cái thiết bị cũng như là những cái phụ kiện mà Microsoft đã ra mắt trong sự kiện đêm qua. Thì đối với anh em ấn tượng nhất về cái sản phẩm nào, về thiết bị nào thì anh em hãy để lại bình luận phía bên dưới. Về cá nhân mình thì mình ấn tượng nhất về cái chiếc Surface Laptop Studio, bởi vì đây là một cái thiết bị hoàn toàn mới, nó có một cái thiết kế mới, nó có một cái cấu hình mạnh mẽ, nó có một cái hệ thống tản nhiệt mới, cho nên là mình rất là mong chờ để có thể được trải nghiệm cái thiết bị đó. Rồi, và anh em thấy video này hay đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế, và mình là Gia Huy đến từ mạng xã hội Tinh Tế.vn. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.